Trời ơi, cái cạn nó cắn mấy ngày luôn. Ủa hay. Quý vô tình đụng được bí kíp. Cái hàng nó xong không? Không queo mà, cắn ngón tay giờ không có làm ăn được luôn. Đâu đâu đâu. Cái. Ủa, cô cái nè, cô lột nha. Để cô có đực nữa nè. Chưa. Mẹ. Trời ơi. Có tiền không kia ơi. Có lặt vừa lên, lặt vừa bên kia chỗ luôn. Nó cắn ngón tay, trời ơi, giật luôn. Trời ơi, cua. À, cua. Hay quá anh em. Hay quá anh ơi. À. Trời ơi, cua bự nè. Hay quá anh Quý ơi. Trời ơi, nó cắn ngón tay. Ta giật ta luôn à. Đâu biết nó nằm ở đây đâu. Rồi, đầu cái video thì cho Tùng xin mến chào quý ông bà cô bác anh chị em gần xa nha. Chúc quý ông bà cô bác anh chị em gần xa luôn luôn được nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ nha. Xem cái video của Tùng vui vẻ. Thì Tết đến xuân về thì Tùng cũng chúc quý ông bà cô bác một năm mới an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài, phát lộc, vạn sự như ý nha. Hôm nay đi có anh Quý nè. Đâu anh Quý rồi. Đó. Có Tạc nữa. Em bé nè. Chào cả nhà luôn nha. Với mình là năm thành viên, hôm nay trải nghiệm để đi săn bắt thịt sông. Ở đằng kia thì có ông anh cũng đang đặt cái bóng dừa đó, chạy theo cái con sông này nè, ra ngoài khu công nghiệp Bình Phước đó, ra ngoài cầu kia để đi tìm kiếm bắt lịch. Rồi Tùng mời quý ông bà cô bác anh chị em xa trải nghiệm theo mấy anh em nha. Để mất mặt nha. Đó. Cuối hàng. Quá hay. Thì lát nấu con chua đó mẹ. Chùm bắt lịch giờ mày không đừng làm mất mặt ha. Thầy chùa. Nấu chua đó mẹ là thầy chùa luôn. Bắt Hữu Hải. Ngát Phụ Hải ơi, tắt là nấu nồi canh ngót cho cà chua nó mè. Giúp nó giúp á. Giúp á. Rồi đừng nói không có luôn đi ngon. Đó nha.
Đúng chưa, đúng chưa? Nào cả hecta đất luôn mà chưa gặp bắt được lịch. Rồi sao vậy? Gì? Rồi xong. Hết việc luôn. Nó bự không? Bự không? Sẽ luôn hả? À, mất mặt cái giáo anh đây. Ảnh luôn. Dính không anh? Dạ. Dính không? Bự không? Rồi. Ôi, quên bấm máy em luôn. Sảy nha. Đúng không? Nướng. Đó đó. Ổn không? Ổn rồi anh á. Lên tay mình lung 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 cái nó rớt xuống. Rớt xuống chụp luôn không? Ôi, mình dung như nó chạy trong chừng luôn. Rớt vắng mấy gầm xuống. Gầm giá gì lên. Xa dưới trời. Ê! Học vô coi. Vô. Nhé. Nhé. Dạ. Lắm. Hay quá, nhỏ xíu vậy. Hên xua đó nói rồi mà. Uống nước đi, uống nước đi. Uống nước tất cả mọi người. Mày không ơi. Đó. Đúng. Cái này không phải chó nữa là mà cái gì á. Cái này là quái vật. Đúng rồi, đúng rồi. Quá hay. Mập quá. Nó sao mập mập quá. Cái gì mà kho tiêu con cơm.
Không có luôn. Cái thọt cái tụi lụm nè. Ây da, cái hai lụm đơn. Ây da, đâu chạy nó. Ta có gì đều nó không có. Mày làm gì vậy? Này mấy con này. Đúng chưa, đúng chưa? Ôi đi. Quá khè khè khè. Quá đã. Còn nữa nào, kè 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 cho nó. Ê, cái đuôi, cái đuôi, cái đuôi, cái đuôi. Dồi, dồi, chạy, chạy lên này. Nhồi, xảy luôn. Chở mẹ. Hay quá. Đúng là ship Tùng. Sao xảy được? Ship Tùng bắt lịch, ship, ship 5, ship 3 đi bắt cá. Ship 2 đi, đi dược. Anh Mỹ đó mày. Sao thở gì vậy? Anh Mỹ bên kia. Nay là ngày chủ nhật, ngày nghỉ của mấy anh em nha. Nhìn anh. Có gì nữa? Lên cá rồi hả? Hay vậy? Xé rồi hả? Đấy đúng không? Xé cái bắt à. Hết đường chạy. Ơi có con gì đỏ đỏ nữa. Có gì đỏ đỏ nữa. Lít đỏ hả? Làm luôn. Ô này. Một xíu à. Bắt gì cho nó vô nó cũng xúc à. Nó bụng quá. Cái gì? Nó bụng quá. Trời ơi, người ta bắt nhưng mà không có đói mà ngồi đi cho nó. Nào. Sáng giờ chưa ăn gì chân. Một lát về lịch nấu canh chua lá me. Lát lịch lịch nấu canh chua lá me. Cá hôm sau thì kho chiên chiên giòn. Ừ.
Vậy này nó nẻ nó đi rồi đó. Nó xuống đây nè, chú hai này nè. Nè. Trời ơi, cái dầm của tao. Đó, lúc đuôi lúc đầu á. Nè. Đó, đó. Bao thùng. Rồi, anh bắt được nhiêu cá rồi? Rồi. Con cá gì? Con tụng à. Trời ơi, cá không sao. Con tụng à. Lát anh mần kho kho nha. Chúc là người quay phim là người đã gì? Đây luôn. Đây. Vô. Bữa này là đổi bốn cái không sao nha. Quý trai. Tôi đời nào tôi đi chơi, tôi đi trên. Bây giờ nó xuống dưới luôn, giờ xuống nước luôn là xong luôn á. Xong con này chưa chắc thì có nữa. Rồi bít cửa hết đường binh. Mắc luôn anh, mắc luôn hả? Ghê hả? Cua bự không? Cua bự không? Lụm cua lạc lên đi. Má cắn bành ngón cái luôn hay rồi. Đã gì nằm đây hả? Má nãy bỏ là nó chạy luôn rồi. Ừ. Trời ơi. Từ từ đừng ngón tay đau. Sao có càng vậy? Lụm lên nó đi. Hai con luôn hả? Ừ. Không được nữa. Không được, còn cái càng đâu? Rồi cái càng nó cắn mấy ngày luôn. Mày. Quý vô tình tụng được biết kiếp. Cái hàng nó sao không? Nó queo mà, cắn ngón tay rồi không có làm gì được luôn. Đâu. Cái. Ủa, cô cái nè, cô lột nha. Để cô có được cái nè. Chưa. Mẹ. Trời ơi. Có tiền không quý ơi? Có lạc dừa lắm, lạc dừa bên kia cho luôn. Nó cắn ngón tay, trời ơi, giật luôn. Trời ơi, cua. Cua. Hay quá anh em. Hay quá anh ơi. À. Trời ơi, cua bự nè. Hay quá anh ơi. Ừ, nó cắn ngón tay. Ta giật ta luôn à.
đâu biết nó nằm đây đâu, nó dài á. Ừ. Sẽ nằm nó cặp với ta. Nó độ tiếng nó. Cua nằm ở đây nè, bắt con cua tản thẳng thiệt. Vô thiệt. Thôi ta vô ai da liền hả? Vô 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 sành cua. Cua. Ừ, cua chắc. Quăng lên chảnh cho chó nha. Để luôn đi, chó gì quăng chị. Buông buông buông. Chưa? Rồi. Chắc chưa? Rồi. Nó mới tiêm ngừa tôi đó. Phê lắm đó. Tiêm. Chắc không anh? Chắc không? Chắc á. Cua chắc hết nó nổi. Cua chắc á. À, nghỉ bắt luôn. Vô kèo. Quá đã. Rồi, bắt luôn. Cái hàng nó lỡ bên đây nè, mà sao tôi mò bên đây nè, tôi thọt hai tay vô đây vậy cái đụng nó. Ôi họ. Ôi ơi. Đó, nó bập bên đây nữa nè. Nó bập bên đây nữa nè. Ôi. Rồi nó bập hai tay rồi xong. Rồi còn bắt cá được nữa không? Không, nghỉ bắt luôn rồi. Đê quá. Hết bắt được luôn rồi. Bên động tay luôn rồi. Trúng vô cái động này. Nè, ngón tay này bị ấy nè. Có tiền mua vũ đế rồi anh bé ơi. Có tiền mua vũ đế rồi anh bé ơi. Còn nó ít hơn cả sĩ à, không biết cả sĩ đâu. Con hai sĩ á. Con hai sĩ ơi. Thôi, tôi lên bờ, tôi ngủ luôn anh bé ơi. Một cái rồi, mỗi người để lát hội đập thì chết luôn à. Đấy, tôi ngủ luôn á. Là gì? Lết. À. Thế con ơi, quý ơi. Con. Con ơi hai. Con nhỏ này. Con mà. Cua được mớ lịch được như đây. Phải con luôn. Con lịch này đưa cho thằng quý nó cái gà. Đó. Con quý nhỏ con. Rồi lịch như đây, cá được như đây. Từ từ. Lấy cái xô qua. Lấy cái xô xô lịch. Con vô dạ. Con nhiều hả? Đi vô. Cái này con ớt hả? Đi vô. Đây được xô lịch nè, đó. Con này lịch ta bắt hôm qua. Bữa nay được vô đây, với mớ cá. Rồi, bây giờ thì Tùng sẽ thay nước lịch cho kết thúc cái video cả nhà.